Ở tennis thì cháu ở bên Mỹ qua đây thăm chú ở bên Vancouver, Canada. Thì sau khi mà chú dẫn đi đánh banh á, thì sức khỏe của chú đánh tới 4 rơ mà chú rất là khỏe. Cháu nghe nói là ngày xưa chú dùng cái chú bị cái bệnh gao á, thì chú dùng cái lọ Aleve và Vitality của anh Đông anh đưa cho chú dùng á. Thì sau khi mà chú dùng á, thì chú thấy như thế nào, chú có thể chia sẻ cho tất cả đồng bào người Việt Nam mình khắp mọi nơi trên thế giới nghe không chú? Được, tôi đã uống cái này đã mấy tháng nay. Tôi đi ăn cua ăn tôm cũng được, hồi xưa ăn một cái là tối là về nhất liền, bây giờ là nó đã bớt đi nhiều rồi, ăn là không sao nữa, rồi đi quánh banh là khỏe, nó bớt nhất nữa, ngủ khỏe lắm. Dạ, thì sau Đó. khi mà chú dùng cái Aleve và Vitality á, thì chú dùng bao nhiêu lọ rồi chú ạ? Dùng mới một lọ à? Dạ, thì chú thấy sức khỏe của chú bây giờ rất là khỏe phải không chú? Vâng. Rồi, dạ cảm ơn chú.